Hello, xin kính chào anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị nhà đầu tư đến với kênh Ichimoku Club, đến với cái video phân tích về cổ phiếu của em Trọng. Chúc anh chị nhà đầu tư mua cổ phiếu nào thắng cổ phiếu đó. Hôm nay em Trọng sẽ phân tích về cái chủ đề và cổ phiếu của ngày hôm nay là cổ phiếu DG Đất Xanh. Tại sao lại là cổ phiếu khỏe nhất dòng bất động sản? Những cái thông tin mà em cung cấp sẽ có thể đưa thêm cho anh chị góc nhìn, cũng như là nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu DG, các nhà đầu tư đang có lãi hoặc các nhà đầu tư đang lỗ thì có thêm lý do để cầm cổ phiếu này. Hiện tại thì em Trọng đang làm việc tại Mira Asset với ID là SV01433 và số điện thoại là 0342 567 899. Nếu anh chị thấy vừa phù hợp với phong cách đầu tư và có thể liên hệ với em Trọng qua số điện thoại và đồng hành tại Mira Asset anh chị nhé. Thì em Trọng đầu tư với những cái tiêu chí là phân tích về doanh nghiệp sâu, phân tích khá sâu về doanh nghiệp ha, phân tích vĩ mô và phân tích kỹ thuật ha mọi người nhé. Mọi người thấy em Trọng phân tích hay thì có thể để lại cho em Trọng thêm một like, một comment trái tim màu tím cũng được. Em Trọng cảm ơn anh chị rất là nhiều ha, để em Trọng có thêm động lực để chia sẻ thêm nhiều cái kiến thức cho anh chị nhà đầu tư nhé. Như những cái video trước cũng rất hữu ích ha. Ví dụ như là cơ cấu ha, cái video trước của em Trọng là cơ cấu danh mục ha. Cái video cơ cấu danh mục thì hiện tại nó đang mang lại những cái hiệu quả nhất định cho anh chị đầu tư ha. Ở đây ha. Thì kỳ vọng là sẽ giúp ích cho anh chị đầu tư có thêm góc nhìn trong thời gian tới nha mọi người ơi. Như ngày hôm nay thì nhóm chứng khoán đang cực kỳ tích cực ha. Đang rất là tích cực. Ví dụ như là cơ cấu qua FTS là êm rồi, có vị thế rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái video của ngày hôm nay chị nhé. Cái video của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ liên quan đến chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Đầu tiên là sơ lược về cái hoạt động kinh doanh cũng như là phân tích báo cáo tài chính của DG. Thứ hai là luận điểm đầu tư và lý do cổ phiếu DG lại khỏe nhất dòng chứng khoán dòng bất động sản. Thứ ba là điểm bán, điểm mua, điểm trading ngắn hạn để anh chị có thể có thêm cái điểm để chúng ta ra vào cho hợp lý với cổ phiếu DG ha. Rồi đi phe vào cái vào cái phân tích của cổ phiếu này nha mọi người ơi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem đất xanh kết quả kinh doanh như thế nào mọi người nhé. Hiện tại thì DG chưa ra báo cáo tài chính quý 3 đúng không? Chúng ta sẽ coi báo cáo tài chính quý 2 ha. Đây, báo cáo tài chính quý 2 thì doanh thu là 1.125 tỷ, tăng 57,73% tới từ cái việc là ghi nhận cái phần tiền nhận nhà của dự án Urban Skyline mọi người nhé. Cái này là bàn giao nhà của dự án Urban Skyline ha. Lợi nhuận sau thuế là 32 tỷ mọi người ha, âm 78,92%. Cái này là báo cáo kinh doanh quý 2 nhé. Ghi nhận doanh thu cao ha. Rồi, đó là về kết quả kinh doanh. Chúng ta sẽ đi tới cái phần là báo cáo tài chính ha, báo cáo tài chính quý 2 chúng ta sẽ có những cái phần cần lưu ý ha. Đầu tiên là tiền và tương đương tiền mọi người nhé, tiền và tương đương tiền. Thì DG ha, quý cái đây là báo cáo bán niên nhé mọi người, có nghĩa là 6 tháng đấy. Thì kết thúc quý 3, kết thúc quý 4 năm 2023 đó, ngày 31 tháng 12 này. DG chỉ có khoảng tầm 276 tỷ thôi là tiền tiền ha. Nhưng mà tới quý 2 tới 30 tháng 6 năm 2024 thì có trên 1.000 tỷ tiền và tương đương tiền mọi người nhé. Kể cả đầu tư tài chính ngắn hạn là thêm 65 tỷ ha, thì khoảng hơn 1.001 tỷ là tiền mặt. Tiền này tới từ cái việc là bàn giao dự án Oban Skyline ha. Rồi chúng ta sẽ tới cái phần hàng tồn kho. Hàng tồn kho thì chúng ta có là 13.896 tỷ là cái số lượng hàng tồn kho. Tại vì cái này cũng rất là quan trọng đối với các một cái doanh nghiệp bất động sản ha, là cái phần hàng tồn kho để xem DG có các cái dự án tồn kho nào tiềm năng hay không để chúng ta có thể đầu tư trong tương lai nhé. Rồi tiếp theo là tài sản ha, mấy cái này chúng ta bỏ qua đi, nợ bỏ qua đi ha, ông nào sẽ nợ nhiều. DG cũng nợ không nhiều lắm mọi người. Rồi doanh thu 6 tháng này, 6 tháng đầu năm là cái này là 6 tháng đầu năm ha mọi người. Lợi nhuận lũy lệ 6 tháng đầu năm. Cái này bỏ qua đi, em đi thẳng tới cái phần là nguồn tồn kho nhé mọi người, hàng tồn kho ha.
Đây, hàng tồn kho. À, chúng ta sẽ đánh giá hàng tồn kho của Đế Cờ ha. Đế Cờ này, bất động sản Dở Dang và chúng ta sẽ có là 11.152 tỷ nhé. Tính đến hết quý 2 ha. Bất động sản thành phẩm là 2.229 tỷ ha. Rồi, chỉ quan tâm hai cái số này thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi tới là cái phần chú thích này, bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng phát triển dự án Game Skyworld, cái này là đất nhà phố ở dưới Long Thành. Game Riverside, đất Xanh Home Park City, Bảo Ninh 1, tầm nhìn xanh và các dự án khác ha, là tới 11.152 tỷ. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có bất động sản thành phẩm ha, 2.229 tỷ. Thì bao gồm bất động sản để bán đã được xây dựng hoàn thành thuộc dự án Game Skyworld, Urban Skyline. Có nghĩa là hàng tồn kho thành phẩm rồi có thể bán và thu tiền về hai dự án này mọi người nhé, Game Skyworld và Urban Skyline là hai cái hàng tồn kho thành phẩm ha. Rồi, đó là cái về hàng tồn kho nhá, hàng tồn kho của Dagger. Rồi, sơ bộ là báo cáo tài chính thì chúng ta thấy được là sau quý 2 thì Dagger có tiền mặt, đánh giá tốt này. Hàng tồn kho ok, hàng tồn kho nhiều, cũng gọi là đủ để triển khai trong tương lai nhé. Rồi, đó là về sơ bộ về báo cáo tài chính ha. Chúng ta sẽ đi tiếp tới cái phần tiếp theo là hoạt động kinh doanh đi rồi đúng không, hoạt động kinh doanh là làm báo cáo có lời rồi đúng không. Ok, rồi đi tới luận điểm đầu tư ha, tại sao lại mua cổ phiếu Dicker, tại sao Dicker lại là cổ phiếu rất là khỏe ở thời điểm hiện tại và cũng là cái điều mà anh chị đầu tư cần nắm để trong cái thời gian tới có đầu tư hoặc nắm giữ hoặc là nâng chặn lại chặn lỗ thì chúng ta cũng để ý trong cái phần này luôn ha. Mọi người có thể thấy này, dòng tiền vào cuồn cuộn luôn ha. Khi mà tạo đáy xong là Dagger lên phát là dòng tiền cuồn cuộn vào, mặc dù chưa chưa đi xa lắm nhưng mà mọi người thấy được là cái dòng tiền nó rất là lớn đối với cổ phiếu Dagger. Nên cái chuyện Oppo thì chúng ta cũng cảm thấy là không 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 lo lắng trong thời điểm hiện tại đối với cổ phiếu này ha. Luận điểm đầu tư thì đối với em Trọng là chỉ có một luận điểm thôi, nó cũng nằm trong cái báo cáo tài chính này luôn. Em thì không thích Dagger mọi người biết rồi, nhưng mà tại vì sao, tại vì làm ăn nhiều ông lẹ em lắm. Lẹ em cụ thể là sao đây nè, trả hết các cái gọi là làm mình không thích được ở vấn đề này đây, hủy hợp đồng với hàng trăm khách hàng này. Đất Xanh nó hủy phương án 300 khách hàng mua dự án này, tại vì khách hàng mua dự án này á mọi người là đã mua 1 2 3 4 tất cả 8 block này luôn, là đã giao dịch là từ năm 2018, em nhớ là ngày 8 tháng 4 2018 là đã bán block 2 block đầu tiên, à 4 block, à 3 block đầu tiên chứ, cháy hàng, 3 block đầu tiên cháy hàng. Thời điểm đó là có những căn hộ mà khá là rẻ, bán có hơn 30 triệu, 30 triệu một mét vuông thôi, cho một cái vị trí là ngay chỗ đây luôn mọi người. Ở đây tới mọi người cứ lấy bây giờ lấy trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh là Thủ Thiêm đi đúng không? Tại vì quy hoạch sau này là Thủ Thiêm là ngon. Ngon, nó tóm lại là Thủ Thiêm là một cái gì đó nó rất là ghê gớm hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ đây game này, từ vị trí từ đây mà đi ra đây có chút xíu anh chị. Vị trí cực kỳ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, đó là cái lý do ha, lý do là đã hủy với tới tất cả các khách hàng rồi, đơn phương chấm dứt hợp đồng nguyên tắc. Thì cái này chúng ta không nói tới, không 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 nói tới nữa. Nhưng mà nếu mà thích DG hay không thì em Trọng không thích DG. Nhưng mà về vấn đề là mình ở đây là một cái nhà đầu tư tài chính. Ở chỗ nào có lời thì chúng ta đầu tư ha mọi người ha. Rồi đây cũng là cái dự án mà em Trọng sẽ đầu tư vào Dagger luôn, nói với mọi người vậy ha. Chỉ có cái dự án này thì mới lôi em vào trong cái cổ phiếu Dagger được, tại vì không thích là không đầu tư, nhưng mà cái dự án này ra thì thì có lời là chúng ta đầu tư nhé. Rồi tại sao lại đầu tư đúng không, tại vì cái dự án này nó đã đứng ở đây từ 2018 tới nay là bây giờ mới hoàn thiện được pháp lý mọi người. Diện tích của nó là 8,6 hecta thì phải, 8,6 hecta. Tổng cái khu này là 8,6 hecta ha. Đây. Cái khu này luôn là của đất xanh ngay ven sông này luôn là 8,6 hecta. Nếu theo một cái tính toán sơ bộ ha, chưa nói tới pháp lý nhé, em sẽ nói sơ bộ về cái tính toán sơ bộ thôi nhé. Năm xưa bây giờ chúng ta sẽ nói đến tiền tiền sử dụng đất ha. DG sẽ bổ sung là tới 75 triệu một mét vuông. Đất ở đây thì đâu đó sẽ phải bỏ là 3.249 tỷ.
cho đóng full thuế đất ở đây ha, cái dự án này. Và cái chi phí để bỏ xây dựng khoảng tầm trên 4.000 tỷ đồng ha, 4.000 tỷ đồng. Và gọi là tính luôn cái chi phí để làm dự án đấy, thì tổng dự án nếu mà bán 100 triệu một mét vuông thôi, chưa nói tới là 120, 140 nhé, thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 25.000 tỷ đồng là doanh thu. Thì trừ với khoảng tầm đâu đó là trừ khoảng 15.000 tỷ để xây dựng hoàn thiện cái khu này đi, và cả thuế đất, cả tất cả các chi phí 15.000 tỷ, thì DG vẫn phải sẽ được bỏ túi đâu đó là khoảng 10.000 tỷ đồng. 10.000 tỷ đồng bỏ túi lợi nhuận khoảng 10.000 tỷ đồng. Đó là tính 100 triệu một mét vuông nha. Chưa kể là ông Sài Gòn Sport City này cũng bán khá là cao mọi người nhé. Mấy ông ở ngoài này là ông cái dự án này của thằng Eton Park này, cái thằng Eton Park này là của thằng để em xem chủ đầu tư quên mất tên. Đây, Eton Park. Eton Park ha. Thì chủ đầu tư là Gamoda nhé, Gamoda. Mà nó bán đã rơi vào khoảng tầm 150 triệu, từ 5.000 đô mọi người, giá bán dự kiến là 5.000 đô, là 125 triệu à. Chưa thuế, thuế xong là khoảng tầm 1.000, nó rơi vào khoảng tầm, thằng này cho 150 đi, 150 đấy, nó sẽ bán 150 triệu một mét vuông đấy. Vị trí xấu hơn thằng DG mọi người nhé. Nó mặt tiền Mai Chí Thọ nhưng mà muốn đi một vòng này cũng khá là căng đấy. DG vị trí đẹp hơn. Đối với em thì em bán bất động sản em biết cái thằng này vị trí đẹp hơn ha. Và bên này thì Materai ha, Materai cũng triển khai nhập, Materai cũng triển khai căn hộ. Giá bán của Materai thì khỏi nói rồi ha, cao. Nói chúng lại xung quanh cái dự án của DG thì giá bán rất là cao. Thì DG sẽ bán, đảm bảo với mọi người là khả năng là bán dự án này giá rất là cao. Trên 100 triệu là có thể là rơi vào khoảng 120, 130 cơ. Một mét vuông, có thể những cái block cuối có thể là bán được 140, 150 triệu một mét vuông. Thì đâu đó em trọng tính thấp nhất thôi là khoảng 25.000 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng. Bỏ túi thì 10.000 tỷ đồng mọi người ha, bỏ túi thì 10.000 tỷ đồng. Có nghĩa là thấp nhất là chừng đó, chưa kể là sẽ cao hơn ha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái pháp lý của cái dự án này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ xem sổ đất thì có từ ngày xưa rồi. Sổ đất ông này cũng ghê đấy, ông này có sổ đất từ ngày xưa rồi. Phân tích chi tiết cho anh chị luôn, phân tích mang phân tích bất động sản luôn. Anh chị mua bất động sản này liên hệ em Trọng nó bán luôn. Đây, đánh cờ ha. Đây, dịch vụ đất xanh, địa ốc đất xanh này, quỹ đất này. Mọi người nhìn này. Hai ở đây hai miếng cơ ha, hai miếng nhưng mà một miếng đó. Đó là sổ hồng ha. Cái thứ hai chúng ta sẽ có là giấy phép xây dựng này. Cái quan trọng nhất là để em Trọng có thể chui vào cổ phiếu này là cái này. Tại vì mình mất niềm tin vào nó nhưng mà bây giờ nó ra cái giấy phép xây dựng rồi. Giấy phép xây dựng là đầy đủ hết rồi. Nó công bố luôn rồi, sở xây dựng các thứ là xong xuôi hết rồi. Giấy phép xây dựng của khu này luôn ha. Nó có 12 lốc cơ, nó có 12 lốc, quá ngon cho một dự án tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó là cái về pháp lý ha. Bây giờ DG dự kiến sẽ làm gì để triển khai này mọi người nhá. Có nghĩa là bây giờ DG chỉ cần một cái giấy phép bán hàng. Giấy phép bán hàng là được triển khai, tại vì bây giờ ông làm dự án dính pháp lý rồi. Ông đâu thể nào mà ông bán bậy bán bạ được, bán bậy bán bạ có khi bị úp ấy. Nên là ông sẽ đợi cái giấy phép bán hàng, tại vì cả cái dự án này đợi bao nhiêu năm trời còn đợi được mà. Bây giờ cái giấy phép bán hàng là làm xong móng hầm ha. Làm xong móng hầm, nghiệm thu móng hầm xong sẽ có giấy phép bán hàng. Thì lúc đó ông sẽ bán, và bây giờ ông đang đẩy mạnh cái việc là làm móng hầm này. Trước đây ông đã làm rồi, bây giờ chỉ có tiếp tục làm thôi mọi người nhé. Rồi đó là về cái tổng mức mà dự kiến có thể thu được ra, phân tích rất là kỹ luôn, khoảng tầm 10.000 tỷ là ở đây. Pháp lý đã xong ha, chia sẻ với mọi người là pháp lý đã xong. Rồi chúng ta sẽ tới cái vị trí của dự án này ha. Đây là cái dự án Lakeview của Novaland này. Đây là dự án Global City của Materai này ha. Đây là Sài Gòn Sport City này, nguyên khu vực này là Sài Gòn Sport City luôn ha. Ở đây là hầm Mai Chí, cái Lương Định Của này, còn ở đây là cái có đang làm cái hầm chui, và cái đường song hành này, cái đường song hành này là chạy tới dự án này luôn, đi ra cực kỳ gần, không liên quan đến cao tốc nhé, không có liên quan đến cao tốc nữa, đi ra ngoài này Mai Chí Thọ và đổ vào trung tâm Sa La, à quên, là trung tâm Thủ Thiêm. Mọi người biết Thủ Thiêm rồi, nó là cái trung tâm kinh khủng nhất của Việt Nam mình sau này luôn nhé, tầm nhìn mấy chục năm cơ, không phải là bây giờ đâu. Điển hình là bất động sản tại đây thì mọi người biết rất là đắt đỏ bậc nhất tại Việt Nam mình đúng không? Từ đây lại đây có chút xíu à, mà chưa kể ở đây là BAM City ha, trường quốc tế đây rồi. Vị trí này hoàn toàn bán được giá cao.
ở thời điểm hiện tại ha. Ngày xưa có 30 thôi, 30 bây giờ bán 120 là lời gấp 4 lần rồi. Đất xanh lời ha, còn khách hàng thì lỗ nhé. Đất xanh lời thì cái việc là định giá hay không định giá chia sẻ với mọi người vậy là mọi người biết được là tiềm năng rồi đúng không? Tại vì giờ lợi nhuận sau thuế mà rơi vào 10.000 tỷ thì mọi người biết kinh khủng cỡ nào. Nó bằng bao nhiêu vốn của đất đất xanh thời điểm hiện tại ha. Chỉ có dự án này em Trọng mới đánh giá là dự án tiềm năng mà ngon nhất của DG. Ngày xưa em Trọng livestream có nói rồi. Khi nào có cái có ấy thì em mới mua được DG, còn không thôi em không tham gia. Rồi đây là vị trí ha, cực đẹp lắm mọi người. Vị trí này nó vậy nó là cái thuộc dạng môi giới mà mọi người. DG điểm mạnh của nó ngày xưa tới giờ vẫn là môi giới đúng không? Môi giới thì nó sẽ kiểm soát được cái việc mua bán chứ không phải là đi thuê người khác về bán giống như là các chủ đầu tư khác nó tự bán được. Nó bán ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam nó đều có sale để nó bán hết. Là tập trung về để bán cái dự án này thôi, nguyên cái DKS thôi. Là tập trung về bán cái dự án này thôi là nó sẽ bán được hàng. Mặc dù mang tiếng nhưng mà mọi người biết rồi, khi mà pháp lý xong thì nó sẽ bán được thôi. Nó sẽ kìm người khách hàng phù hợp để nó bán hàng ha. Thôi cùng em cũng tính cho mọi người luôn rồi ha, 10.000 tỷ ha, 10.000 tỷ lợi nhuận ha, vị trí cũng rất là đẹp ha, ngay Thủ Thiêm đây rồi ha. Ngay trường học này, The American School này, Palm City, Palm Hay này ha, các cái dự án đã triển khai Eaton Park này ha, đó 100 mấy chục triệu rồi, cũng 100 mấy chục triệu à, ông này ông bán giá cao lắm, mọi người đừng có lo là nó sẽ cô đơn khi bán giá cao, không có đâu, cả đám ở đây giờ quận 2 mà có pháp lý là nó bán giá cao hết. Quan trọng là pháp lý mà ha. Rồi đó là cái về cái việc đấy cơ ha, và cái thời điểm triển khai cũng dự kiến thôi là quý 1 năm 2025. Tại vì sao? Tại vì bây giờ ông này phải có giấy phép bán hàng mới dám bán chứ không phải là mang ra bán được, không phải, nên là mọi người có thể kiên nhẫn đầu tư, có nghĩa là vẫn có cua để đếm mọi người nhé, cua con cua này khá to để đếm, và trước khi nó triển khai thì đương nhiên giá cổ phiếu của nó đã lên cao rồi thì nó mới là hợp lý ha. Giá cổ phiếu nó lên cao rồi nó mới bán ra cái dự án, nó lúc đó mọi người FOMO chỉ là đánh ngắn hạn thôi, còn thời điểm này nó mới là thời điểm đầu tư cổ phiếu DG ha. Như cái vùng giá này nè, tại sao trên livestream mà em Trọng là cứ nói là DG sốt ha, em Trọng bây giờ mới phân tích về cổ phiếu cho mọi người, trước đây có phân tích ở trên livestream và bây giờ thì mới là cái lúc bây giờ em Trọng mới ngồi rảnh để có thể phân tích về sâu hơn về cổ phiếu này ha, tại sao lại vùng giá này lại mua, phải là phải đua với cổ phiếu DG, mặc dù em Trọng mua cao xong rồi xuống dưới lại mua tiếp mà bây giờ lại có lợi nhuận rồi, thì bây giờ sẽ tư vấn cho anh chị đầu tư ha. Đó là DG nhá. Đó và có cái dự án đó là DG thể hiện ở trên biểu đồ mọi người thấy không? Thoát khỏi mọi cái trendline giảm, xu hướng giảm rồi. Khỏe nhất dòng hầu như là khỏe nhất dòng bất động sản mọi người thấy ha. Để đo cái biên độ để mọi người xem, phân tích thêm cho mọi người xem này. Đo biên độ phục hồi thì hầu như là nó đã, nếu mà tạo đáy, tính ra tạo đáy tới nay là đã, nếu mà vượt đỉnh rồi, tính ra là nó quay lại vượt đỉnh rồi, 16% rồi, nó đã vượt đỉnh này rồi mọi người thấy không? Như cái phiên hôm thứ sáu là nó vượt đỉnh này rồi, đó, vượt lên giá 17 rồi. Ừ. Trên đồ thị thì không có con nào mà khỏe mà hơn được DG mọi người thấy không? Lý do là đó, lý do là cái con cua đó, con cua này khá là ngon đó. Con cua này ở đây. Bây giờ trả tiền cho khách hàng bán giá mới ngon, nó bán 100, em nghĩ là 120 là nó bán được, 120 triệu một mét vuông là nó bán được. 12 block, 12 block ha, trên trên cái khu vực này thì giá đắt đỏ mọi người, kể cả BAM cũng, có BAM hay thì rẻ thôi nhưng mà bây giờ cũng không không rẻ nữa. Rồi đó là về phân tích dự án ha, còn các cái dự án khác của Dagger đúng không? Thích thì em đưa mọi người đi xem dự án ở dưới Long Thành của nó luôn. Đâu rồi, cái này là sân bay này ha, đây là sân bay quốc tế Long Thành này. Không Dagger đâu trong này, để em tìm nhé. Đây game Skyward của nó đây, à, game Skyward đúng rồi, cũng hoàn thiện hết rồi. Nếu mà buôn bán mà sau này thì nó vẫn để đây, sau này nó vẫn ngon mọi người nhé, tại vì cái sân bay Long Thành là cái đầu tư công lớn nhất của miền Nam mình mà, à, nó vị trí ở đây mọi người để ý này, à, trường trường quốc tế gì đây không biết này của game Skyward đấy, đấy nó ra sân bay này,
khu Lộc Than đồ nọ mọi thứ đây này ha. Thì sau này nó quay lại nó bán hàng nó vẫn dễ mà, sân bay quốc tế Long Thành này. Và mọi người biết được rồi ha, ở ngoài Bắc thì đầu tư công về cao tốc nhiều, ở trong Nam thì sân bay này đó, sân bay tỷ đô mà, sân bay quốc tế Long Thành ấy. Nhưng mà cái dự án này có bán em trọng không đầu tư, em chỉ thích cái dự án ở trong thành phố thôi, đó là điển hình là có dự án này thì mình mới tham gia rồi. Đó là về cổ phiếu Dagger mọi người nha, đầu tư được, còn điểm mua điểm bán chúng ta sẽ đi vào điểm mua điểm bán ha. Để mua điểm bán ngắn hạn này, nếu mà điểm bán ngắn hạn là vừa rồi bán 10, 17 là cái cản tuần của nó ha, 17 là cái cản tuần của nó, nếu mà ai bắt đáy thì có thể bán cản tuần và quay lại test nha. Hôm nay nó đã quay lại test 10, 10 10 10 em vẽ trước ở đây rồi này, này nó chỉ cần test về 16.5 thôi. 16.5 thì có thể tham gia lại với DG ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay là 16.5 tham gia với lại với DG. Còn nếu mà mua ngày mai mua thì sao đúng không? Ngày mai mua thì cứ đợi nó xem có test về đây không. Nó test về đây là 16.7 mà 16.5 là hai điểm mua của DG. Hai điểm mua của DG mọi người nhá, là mua điểm mua mới, nhưng mà mua ở đây thì rủi ro tại vì vị thế ở dưới này đẹp hơn đúng không? Chúng ta cầm nắm được. Chờ đợi 20 ha. Tại vì em Trọng có vẽ ra cho mọi người thêm một cái rất là hay của lái của DG hay đánh à. Ông này ông hay phát hành thêm, ông tranh thủ phát hành thêm hay phát hành đánh rất là bốc nhá, đánh rất là bốc xong đánh lên đây chỉnh xong rồi ra tin phát hành thêm, ông kéo lên tới đây luôn 20 ông lại phát hành tiếp 12.000. Thì em Trọng đang kỳ vọng là nó có giá 20 để chốt ra. Đó là cầm dài hạn nhé, còn ngắn hạn thì đương nhiên là phải chốt rồi. Chốt rồi test về 16 thì mua lại ha, 16.5 là mua lại. Bây giờ chắc là cái hỗ trợ 16.5 là một cái hỗ trợ rất là cứng của Dagger trong thời điểm tới mọi người nhé. Nếu mà mua thì 16.7 và 16.5 thôi, chia làm hai điểm mua ha. Để tối ưu thôi, chứ còn con này nếu mà quay lại thì không chắc khả năng quay lại rất là khó ha. Nên là anh chị đầu tư có thể nâng chặn lại lên 16.7 được rồi. Chờ đợi cổ phiếu này sẽ có những cái lợi nhuận tốt trong thời gian tới nha. Còn mua mới thì nó đang cạn là lên kênh đây, cạn 16.7 ha. 16.7 thì vượt cạn thì đấy cơ có thể là về vùng 20 trong vòng 1 2 tháng thì đâu đó mang lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư nhé. Còn em chủ yếu phân tích cái cổ phiếu này ra để cho anh chị có thể là có view nhìn đang cầm cổ phiếu, đang kẹt hàng ở trên và đang có cái view nhìn tốt về DG, thích đầu tư cổ phiếu bất động sản nào thì mình có nên đảo DG qua cổ phiếu khác hay không, hoặc là so sánh một cổ phiếu bất động sản này với cổ phiếu bất động sản khác mà mọi người đang cầm thì mọi người có thể là tự so sánh được ở trong cái danh mục của mình ha. Còn điểm mua thì đương nhiên bây giờ thì không có điểm mua đẹp rồi. Khách sạn không ngày mở ra nếu mà đẹp, đúng đẹp, thật sự đẹp mà tham gia mạnh 15.8 là khi nó test về đây cơ. Nhưng mà cái này trường hợp khó ha. Nếu mà nó test về đây thật, ngày mai mà nó kéo vượt đỉnh là phá khách sạn liền. Còn nếu mà nó không phá khách sạn, nó test về đây thì đúng là một cái món hời là 15.8. Mọi người có thể thấy được cái giá này, mọi người có thể mua thêm ở đây ha. Có thể mua thêm ở đây nếu mà thị trường giảm sâu ha, giảm sốc thì có thể là có cái giá này. Còn ngày mai nó vượt đỉnh vượt 17 thì khả năng là không có cái giá này xảy ra được, tại vì khách sạn nó sẽ bị phá hai kiếm hướng lên nha. Rồi chúc anh chị nhà đầu tư thành công với cổ phiếu Dagger ha. Em cũng xong cái tiết mục là phân tích cổ phiếu Dagger, mọi người thấy hay thì mọi người có thể là liên hệ với em qua số điện thoại 0342 567 899 để có các cái cổ phiếu khỏe nhất ngành. Hầu như em Trọng đều phân tích rất là kỹ về doanh nghiệp ha. Doanh nghiệp em Trọng chỉ cần phân tích một chút xíu thôi, nhìn một sơ một chút xíu là có thể phân tích đánh giá được cái doanh nghiệp nó có tốt hay không. Về cơ bản tốt thì mình mới đầu tư lâu dài được đúng không? Và mình có điểm mua, mình mua sẽ có lợi nhuận cao hơn các cái cổ phiếu khác ha. Thì cổ phiếu khỏe vẫn là một cái cổ phiếu chúng ta phải có ở trong danh mục nếu thị trường uptrend nhé. Tại vì cầm các cái cổ phiếu khỏe thì thị trường có điều chỉnh, như cả hệ thống khách hàng bên em đang cầm cổ phiếu bất động sản khỏe như này thì thị trường rung lắc hoặc là thị trường điều chỉnh sâu cũng không áp lực mọi người, nó vẫn xanh nha. Mọi người thấy em Trọng phân tích cổ phiếu tốt, mọi người có thể về đồng hành cùng em Trọng tại Mirage Asset ha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người đầu tư thành công cùng Dagger ha. Bye bye.